Quý vị và các bạn thân mến, về miền Tây những ngày hè, không khó để bắt gặp những lớp dạy tiếng Khmer cho con em của đồng bào. Dưới bóng mát của những ngôi chùa, tình yêu ngôn ngữ và bản sắc dân tộc cứ lớn dần như thế. Để làm được điều này thì không thể không kể đến công sức của những người thầy, trong đó có những người đã hàng chục năm cần mẫn mang con chữ của đồng bào đến với con em đồng bào. Ông Danh Nghe được người dân địa phương gọi với cái tên hết sức thân thương là thầy giáo Nghe. Hơn 23 năm qua, vào mỗi dịp hè, thầy giáo Nghe lại cùng hàng chục học sinh là con em đồng bào Khmer ở địa phương tham gia học chữ Khmer. Khi học và viết được chữ Khmer, lớn lên các em có thể sử dụng vào việc học tập, công tác, đóng góp cho xã hội. Các em có thể làm thông dịch cho các công ty nhà máy có sử dụng người dân tộc Khmer, chỉ dẫn cho người dân nước bạn đến du lịch tại nước Việt Nam mình. Cứ khoảng cuối tháng 5 dương lịch hàng năm, sau khi các trường sắp kết thúc năm học, ông Nghe lại cùng nhà chùa kiểm tra lại phòng học, bàn ghế, chuẩn bị sách vở, xem lại bài giảng. Để rồi tháng 6 đến, những bài giảng về con chữ, tiếng nói Khmer cứ đều đặn vang lên tại một góc nhỏ ở chùa Cỏ Khía cũ. Trước đây, em thường xuyên nghe cha mẹ hay người dân trong xóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer. Em hiểu, nhưng không biết viết. Giờ thì em có thể nói, đọc và viết được chữ của dân tộc mình. Em thấy rất vui và tự hào. Em cảm ơn thầy. Tuy chỉ là những lớp dạy ngắn hạn trong thời điểm nghỉ hè hàng năm, nhưng lớp chữ Khmer của thầy Nghe luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Chương trình giảng dạy luôn được đổi mới, lồng ghép nhiều hoạt động sôi nổi, gắn với sinh hoạt tập thể để tạo sự hứng thú, giúp các em tiếp thu và ghi nhớ bài tốt nhất. Đây là một cái việc làm, làm nghĩa cử cao đẹp hết, rất là ý nghĩa đối với chỗ bản thân chú, và đặc biệt là trong ban quản trị chùa cũng tạo điều kiện về cái địa điểm, rồi cũng như là đối với các cái ngành chức năng cũng tạo điều kiện về làm thêm là về cái một số điều kiện để cho chú là giảng dạy tốt cái bộ môn này trên địa bàn của xã thời gian qua. Hơn 23 năm, lớp hè dạy chữ Khmer của thầy Danh Nghe đã giúp cho hàng trăm em nhỏ hiểu và yêu thêm ngôn ngữ của dân tộc mình. Còn với thầy Nghe, hạnh phúc lớn nhất có lẽ là lũ trẻ có thêm một sân chơi bổ ích những ngày hè.